Xin chào các em học sinh khối 10. Mình sẽ đến đến bài ôn thi giữa học kỳ 2 khối 10. Mình sẽ cùng tìm hiểu bài toán thứ nhất như sau. Để giải phương trình căn S bình cộng BX cộng C bằng căn DS bình cộng S cộng F, cần thực hiện thao tác theo thứ tự nào? Một la mã bình phương hai vế, hai la mã giải phương trình nhận được sau khi bình phương, ba la mã thử lại và kết luận nghiệm. Vậy thì theo đúng như các quy tắc mà mình đã được học trước đây thì có phải để giải được bài này thì mình sẽ bình phương hai vế rồi mình giải ra được nghiệm, thì từ đó mình có nghiệm rồi mình thế ngược lại để mình thử lại và mình kết luận nghiệm. Vậy vì theo đúng thứ tự của mình sẽ là một la mã, hai la mã và ba la mã. Vậy mình sẽ chọn đáp án là câu B. Câu 2. Cho fx bằng s bình cộng bx cộng c, điều kiện để fx lớn hơn 0 với mọi x thuộc R là: câu A, A lớn hơn 0, delta bé hơn hoặc bằng 0. Câu B, A lớn hơn 0, delta lớn hơn hoặc bằng 0. Câu C, A lớn hơn 0, delta bé hơn 0. Và câu D, A bé hơn 0, delta lớn hơn 0. Thì điều kiện để mặc một cái tam thức bậc 2 lớn hơn hoặc bằng, bé hơn hoặc bằng với mọi x thuộc R thì lúc nào cũng nhớ là mình sẽ định hai cái là định A và định delta. Trong đó delta của mình luôn bé hơn 0, còn A của mình sẽ cùng dấu lớn và dấu bé của đề bài. Nếu như đề bài có dấu bằng thì dấu bằng sẽ xuất hiện ở delta. Vậy thì khi này đề bài không có dấu bằng nên delta của mình sẽ không có dấu bằng. Và delta của mình bé hơn 0, vậy thì mình sẽ chọn đáp án là câu C. Câu 3, giải phương trình sau: căn 11x bình trừ 14x trừ 12 bằng căn 3x bình cộng 4x. Để giải phương trình này, mình sẽ bình phương hai vế bằng cách mình suy ra mình bình phương hai vế, sau đó mình chuyển vế đổi dấu. Mình bấm mốt 53, mốt 922, mình sẽ ra được hai nghiệm. Và từ hai nghiệm này, mình sẽ thử lại cái đề bài, coi coi nghiệm nào thỏa. Và mình thấy được rằng là nghiệm x bằng 5 phần 2 thỏa, nên phương trình này có nghiệm là x bằng 5 phần 2. Câu 4. Giải phương trình 2 cộng cho căn của 12 trừ cho 2x bằng x. Như vậy để giải được phương trình này thì mình sẽ đưa về đúng dạng đó là căn A bằng B. Để đưa được về đúng dạng căn A bằng B thì mình sẽ giữ căn 12 trừ cho 2x bằng 2 trừ x. Sau đó mình để làm được bài này thì mình sẽ bình phương hai vế. Mình áp dụng hằng đẳng thức để mình bình phương x trừ 2. Sau đó mình sẽ chuyển hết tất cả qua một vế và mình bấm mốt 5 22. Mình ra được hai nghiệm là trừ 2 với 4. Vậy từ hai nghiệm này mình sẽ thử ngược lại với phương trình ban đầu là cái đề hoặc là chỗ này. Mình coi cái nào thỏa thì mình sẽ chọn cái nghiệm đó là nghiệm. Cái x đó là nghiệm. Như vậy thì khi này mình thay vào mình thấy được rằng là x bằng 4 là nghiệm nên phương trình này có nghiệm là 4. Câu 5. Tam thức bậc 2 fx bằng trừ x bình cộng 3x trừ 2 nhận giá trị không âm khi và chỉ khi nào? Như vậy thì bây giờ nhận giá trị không âm. Vậy không âm là cái gì? Bây giờ không âm là gì? Rồi bây giờ mình sẽ coi không âm của mình sẽ là gì? Âm là bé hơn không. Vậy không âm là phủ định của nó, nghĩa là lớn hơn hoặc bằng. Vậy thì khi này mình sẽ xét dấu cái tam thức bậc 2 này theo đúng quy tắc là trong trái ngoài cùng. Mình bấm nghiệm mình sẽ có nghiệm là 1 với 2. Vậy trong trái ngoài cùng. Vậy lớn hơn hoặc bằng 0 thì có nghĩa rằng là khi này x của mình sẽ thuộc từ 1 đến 2. Có dấu bằng nên mình sẽ lấy hai đầu 1 và 2. Vậy mình sẽ chọn đáp án là câu B. Câu 6. Cho các tam thức fx bằng 2x bình trừ 3x cộng 4, gx bằng trừ x bình cộng 3x trừ 4, hx bằng 4 trừ 3x bình, số tam thức đổi dấu trên R là: vì các tam thức này đều là tam thức bậc 2, nên nếu như muốn đổi dấu trên R, thì tất cả các phương trình bậc 2 đều phải có hai nghiệm phân biệt thì mới đổi dấu trên R. Vậy thì khi này ta sẽ đi tiến hành đi tìm nghiệm của fx, gx và hx.
fx bằng 0 là vô nghiệm, gx bằng 0 cũng vô nghiệm, hx bằng 0 thì ta thấy có hai nghiệm phân biệt nên hx sẽ đổi dấu trên r. Vậy thì số tam thức đổi dấu của mình là 1, chính là hx. Vậy thì mình sẽ chọn đáp án là câu B. Câu 7. Trong mặt phẳng OXY, một vectơ chỉ phương của đường thẳng D x bằng 2 cộng 3t, y bằng trừ 3 là. Câu A, vectơ U bằng 2 trừ 3. Câu B, vectơ U bằng 1 0. Câu C, vectơ U bằng 0 1. Câu D, vectơ U bằng 3 trừ 3. Thì theo như phương trình tham số của đường thẳng thì ta thấy đường thẳng D của mình có một vectơ chỉ phương là 3 và 0, tức là mình sẽ lấy hệ số trước t. Vậy thì có vô số các vectơ chỉ phương khác cùng phương với vectơ 3 và 0. Vậy thì mình sẽ đi tìm các vectơ cùng phương với vectơ 3 và 0 trong bốn đáp án này, mình sẽ thấy được đáp án B sẽ cùng phương với vectơ có tọa độ là 3 với 0. Vậy mình chọn câu B. Câu 8. Trong mặt phẳng OXY cho đường thẳng D có phương trình là 2x trừ 6y cộng 7 bằng 0. Trong các vectơ sau, vectơ nào là một vectơ pháp tuyến của đường thẳng D? Vậy, vectơ pháp tuyến của đường thẳng D của mình chính là hệ số trước x và hệ số trước y có tọa độ là 2 và trừ 6. Vậy thì mình sẽ đi tìm một cái tọa độ vectơ cùng phương với vectơ pháp tuyến 2 với trừ 6 trong bốn đáp án. Thì ta thấy là mình sẽ chia hết tất cả cho 2 thì mình sẽ có đáp án là 1 trừ 3. Vậy thì đáp án của mình sẽ là câu D. Câu 9. Trong mặt phẳng tọa độ OXY, phương trình tham số của đường thẳng đi qua điểm A có tọa độ là 3 trừ 1, B có tọa độ là trừ 6, 2 là. Như vậy để viết phương trình tham số thì mình cần biết điểm và vectơ phương. Điểm đi qua của mình là một trong hai điểm A và điểm B và vectơ chỉ phương của mình chính là vectơ AB. Vậy thì khi này mình sẽ đi tìm vectơ chỉ phương là vectơ AB có tọa độ là trừ 9 và 3. Nên khi này mình sẽ có một vectơ chỉ phương khác cùng phương với vectơ AB là vectơ 3 và trừ 1. Vậy để là vectơ 3 với trừ 1 thì đáp án của mình sẽ rơi vào câu B và câu C. Vì đường thẳng này của mình đi qua điểm A nên đáp án của mình sẽ rơi vào câu B. Giả sử từ tỉnh A tới tỉnh B có thể đi bằng các phương tiện ô tô, tàu hỏa, tàu thủy hoặc máy bay. Mỗi ngày có 10 chuyến ô tô, 5 chuyến tàu hỏa, 3 chuyến tàu thủy và 2 chuyến máy bay. Hỏi có bao nhiêu cách đi từ tỉnh A đến tỉnh B? Vậy để đi từ tỉnh A đến tỉnh B thì mình sẽ có 3 phương án. Đầu tiên là mình sẽ đi bằng ô tô, mình có 10 cách. Đi bằng tàu hỏa mình có 5 cách và đi bằng tàu thủy mình có 3 cách và đi bằng máy bay là mình có 2 cách. Vậy thì cách nào mình cũng sẽ đi được từ A tới B, mỗi mỗi phương tiện mình sẽ có mỗi cách khác nhau. Vậy thì tổng cộng số cách của mình sẽ là lấy tất cả các cách cộng lại. Vậy mình sẽ có đáp án là 20. Vậy mình sẽ chọn câu A. Câu 11. Các thành phố từ A, B, C, D được nối nhau bởi các đường như hình vẽ. Hỏi có bao nhiêu cách đi từ A đến D mà qua B với C chỉ một lần? Để đi từ A tới D mà qua B với C chỉ một lần thì ta thấy mình sẽ đi bởi 3 công đoạn. Công đoạn đầu tiên là mình đi từ A đến B. Đi từ A đến B mình sẽ có 4 con đường, là có 4 cách. Công đoạn thứ hai là mình sẽ đi tới C. Từ B tới C mình có 2 con đường là mình sẽ có 2 cách. Công đoạn cuối cùng là mình đi từ C tới D. Từ C tới D mình có 3 con đường là có 3 cách. Có 3 cách. Rồi, để cô sửa lại chỗ này. Đây là số 3. Rồi, có 3 cách. Như vậy thì theo đúng, mình có 3 công đoạn nên mình sẽ sử dụng quy tắc nhân là mình sẽ lấy 4 nhân 2 nhân 3 là mình sẽ có 24 cách. Vậy thì đáp án của mình sẽ rơi vào câu D. Câu 12. Cho tam giác ABC biết A có tọa độ 2, 5, B có tọa độ 1, 2 và C có tọa độ 5, 4. Lập phương trình tổng quát của đường thẳng PC. Vậy để viết phương trình tổng quát thì mình cần điểm đi qua và vectơ pháp tuyến. Vậy thì vectơ pháp tuyến của đường thẳng PC mình chưa có, như vậy đầu tiên
chỉ phương là vector BC. Và mình tính được vector BC bằng cách mình lấy C trừ B là mình sẽ có là 5 trừ 1 là 4, 4 trừ 2 là 2. Vậy thì từ vector chỉ phương mình suy ra vector pháp tuyến bằng cách là đổi chỗ, đổi dấu một lần là mình sẽ có vector chỉ phương là 2 trừ 4. Vậy thì khi này mình viết phương trình tổng quát của đường thẳng BC. Tới đây rồi thì mấy đứa có thể rút gọn tất cả bằng cách tất cả chia hết cho 2 thì mình sẽ ra được một phương trình tổng quát gọn hơn là x trừ 2y cộng 3 bằng 0, hoặc để nguyên suy như thế này cũng được. Rồi, mình sẽ sang câu B. Đó là lập phương trình tham số của trường trung tuyến AM. Vậy thì bây giờ đường trung tuyến là gì? Đường trung tuyến là đường đi từ đỉnh tới trung điểm cạnh đối diện, tức là khi này M của mình là trung điểm của cạnh BC. Và để lập phương trình tham số thì mình cần phải đi qua một điểm và đi tìm vector chỉ phương. M là trung điểm BC. Mình đi tìm được tọa độ điểm M bằng cách lấy hai điểm B cộng C cộng lại và chia đôi. 1 cộng 5 là 6, 6 chia 2 là 3. 2 cộng 4 là 6, 6 chia 2 là 3. Và AM của mình đi qua điểm A và điểm M nên mình sẽ có vector chỉ phương là vector AM là 3 trừ cho 2 là 1, 3 trừ cho 5 là trừ 2. Vậy thì khi này mình sẽ viết được vector phương trình tham số là x bằng đi qua điểm A và có vector chỉ phương là 1 trừ 2 về x bằng 2 cộng t y bằng 5 trừ 2t. Câu C, phương trình đường cao AH, khi này người ta không nhắc đến là phương trình tổng quát hay phương trình tham số nên mình viết cái gì cũng được, nhưng mình để tìm hiểu xem coi mình viết được phương trình tham số hay phương trình tổng quát. Vậy thì để viết phương trình đường cao AH thì ta thấy đường cao AH của mình là vuông góc với BC. Vậy thì chưa gì ta thấy được rằng là AH của mình C. Vậy thì khi này vector BC của mình chính là vector pháp tuyến của đường thẳng AH. Và AH của mình đi qua điểm A nên khi này mình viết phương trình tổng quát sẽ thuận tiện hơn. Rồi, mình thế vào mình sẽ viết được phương trình tổng quát.